Hello mọi người, thì cũng lâu rồi mình không có cập nhật cá lóc với lại các bạn đúng không? Hôm nay sẵn nước hồ cũng hơi trong trong nè, mình cập nhật lại mấy bé cá lóc với lại mọi người. Đấy, đang chuẩn bị cho ăn nha mọi người, mấy bé này ăn mồi lắm. Cái này còn hơi đầm cũng đỡ ha. Đây kìa, hết hồn. Thấy tay mình cho ăn á mọi người, mấy bữa nay mình cho cá ăn mình bị đớp hoài luôn. Khá là hung. Đây bé đây nè. Tính ra hầu nữa cá lóc của mình cũng không có cầu kỳ lắm đâu các bạn, chỉ có hồ nước và cá thôi. Thì lâu lâu mình sẽ chăm nước lá bàn. Bé này thì do cái hồ bị đóng rong dữ lắm. Ở dưới mình còn một bé Yellow Cetrum nữa. Lâu rồi mình cũng không có thăm bé Yellow. Mấy bé mà này là đang lên vảy rồng nha mọi người. Bắt đang lên đỏ đó. Thì đang lên vảy, đang lên chuẩn bị chắc cũng lên vảy xong rồi chắc lên màu đó. Còn dưới này là Yellow nè mọi người. Cái Yellow này cũng dữ lắm. Cũng dữ lắm nha. Đó, ra đó mọi người. Màu quá. Màu quá, mình cũng chưa thấy được cái form cá như thế nào nữa. Nè các bạn. Ở trong này thì nước rất là trong nha. Đó, màu mà đậm á. Úi, hình như có lên vảy tiềm năng rồi kìa mọi người, đúng không? Nhìn khá là ngon. Cũng sung lắm nha. Đó là nói chuyện về cá lóc, cá sông mồi. Mấy này là chỉ là trùm nhì thôi. Trùm cuối nhà mình đó thì ở trong nhà. Ở trong nhà có cá rồng. Cá rồng của mình nay chắc cũng 40 xăng rồi. Với lại bé lóc nữ hoàng nay cũng 30 mấy xăng rồi. Còn mấy này là tép con. Này mình mới vừa ở trong nhà ra nè. Dọn hồ trong nhà để lấy lại cái hồ để mình thả cá bầy đông hơn. Bầy này thì nhiễm cũng hơi nhiều. Này là trống nha các bạn. Mình phải nói cái dòng siêu thu này, cái dòng này nè, mình nuôi sao cá trống bự con quá sức. Có vài mái rất là đẹp luôn. Nhiễm hơi nhiều. Đa số nhiễm là trống không. Mình cũng đang lưỡng lự đây, tại vì cá trống nhiễm hết rồi sao mà để giống, nó cũng khó khăn. Mình thì mình không ưa cá nhiễm gì mấy. Tobasitu Swallow nha, có cả là Tobasitu Ribbon luôn trong đây. Nè, có một vài bé máy mình nhìn thấy cũng được lắm mà đâu rồi. Chạy đâu rồi, hồi sáng này mình vớt ra thì mình thấy vàng kia. Nè mọi người, bé máy phía dưới nè. Đó, vàng swallow rất là đều. Đó, bé này cũng đẹp đó nè mọi người. Đó. Này thì mình được 3 bầy cá con. Bầy này là bầy đầu tiên. Bầy thứ hai thì ở đây nè. Bắt đầu là cũng ẩn trống máy rồi đó, lên swallow rồi. Có điều là cái bộ gen này mình phải công nhận là cá trống cái máu dễ nhiễm quá. Để mình thuần lại một chút nữa ha. Nhưng mà cái được cái là ra vàng máy, vàng swallow ngon nè. Như máy này rất là đẹp, máy bê phía trong đó mọi người thấy không đó. Máy này mấy máy đẹp hết à, chỉ có chê là chê vàng trống nhiễm thôi. Để mình thả trở về, thả vô khay rồi mình sẽ tìm hồ mình lọc lại sau. Nè, bầy cá em nè. Để mình vớt một số lên xem coi lên swallow nhiều không.
lên swallow cũng nhiều nha mọi người. Đó, cũng bắt đầu là xuất hiện cá nhiễm. À, được thôi. Nói chung là dòng này cần phải sửa nhiều. Cái bộ này cần phải sửa nhiều. À, nếu mà bạn nào thích chơi thì có việc liên hệ mình, giá thủy sinh thôi. 50 xu một cặp. Ha, và mình ship đơn từ 200 xu trở lên. Nói chung là tại cá thì đẹp đó, nhưng mà cá trống mình chơi vàng cá trống là bị nhiễm. Là này là Abegon, bài này là bài Abegon con đầu. Ha, chọt mấy cái keo vô trong mấy cái hồ này thì cũng hơi khó. Sẵn thăm luôn nha mọi người. Ừ, có ra phin si, trống có ra phin si nè. Sao mình vớt không có máy ri bông ta? Để mình vớt lại phát nữa xem. Hôm bữa mình vớt là mình thấy máy có máy ri bông, mình như ri bông dày luôn á. Nói chung mấy bài này là có thể nói là mình ít có thầm nhất. Ôi, ri bông nè mọi người, ri bông dày nha. Quay ra đây chắc thà sẽ thấy rõ hơn. Cái ri bông mình thấy cái ri bông cũng dày lắm. Để đâu cho rõ ta. Căng vậy. Để mình lấy tay mình làm lên nè. Đó, máy phía trong á mọi người thấy không? Cái ri bông này thấy cũng dày á, cũng được á. Ta bơi ngon chút nữa là lụm. Ha, nè mọi người. Đó. Cũng có lý á. Có lý nha anh em. Tấm gen cũng hằng hà luôn nè. Ừ. Thì còn trong đây nè mọi người. Cá còn trong đây, mình vớt ra thì vớt hình như là chỉ dính được có một mái ri bông thôi. Mà vớt chính ngay mái ri bông này cũng khá là đẹp. Nói chung là cộng ri bông cũng dày á, cũng được á. Để mình làm lại phát nữa xem có cực phẩm không. Con này mà lên phin rồi luôn thì ngon. Nè, có ghi ngày nha mọi người. Nay là 2 tháng rồi, cá 2 tháng rồi nha. Ngày 5 tháng 6. Không có dính thêm mái ri bông mà mọi người ạ. Đó. Nói chung thì có một mái này cũng được rồi. Từ máy này là mình có thể là ấy được. Nè, vàng ri bông này mình thấy dày đó. Cộng ri bông các bạn thấy dày không? Thấy không? À, cũng ổn áp á. Để đó, từ từ nha mọi người. Để cá lớn hơn chút nữa rồi mình sẽ đấy. Nè, ở đây mình còn một bầy. Bầy đâu rồi? Đây nè, đây nè, Abegon nè. Bầy này là hai bầy mình nhập một nè. Hai bầy cá em nha. Là bầy thứ hai, là cá thứ hai đó. Con này là full gold, AB full gold ri bông, AB bốm. Để coi luôn xem lên ri bông nhiều không. Vàng này vàng cá AB mà. Ôi, đẹp. Ôi. Thấy bài này có bộ có lý nha anh em. À, có bộ được đó. Cá này còn rất là nhỏ. Bài này cá còn nhỏ lắm, mới vừa ẩn trống thôi. Chắc tầm này chắc tầm khoảng 1 tháng tới 1 tháng 1 tuần tuổi thôi. Bài này thì mình không có ghi ngày. Hôm bữa mình nhớ mình cũng có ghi ngày mà bay rồi, bay dấu rồi. À, bay dấu rồi.
thấy cũng được đó. À, như máy bơm phía trong này chắc có thể là máy rồi nè. Mà mọi người thấy dàn phin dàn ri bông không? Ri bông thấy cộng cũng hơi dày dày thôi, cộng không bằng cái cộng ri bông của bộ AB Gold hồi nãy, nhưng mà thấy cũng được, từ từ cải thiện lên từ từ thôi. Cái này mà nuôi như tô bát thì thôi rồi, quá ngon. Cái đó, nói chung thì thấy cũng được, mặc dù là cái dàn ri bông phin của cái bộ này không bằng bộ AB Gold bên kia, nhưng mà cũng còn không gian phát triển rất là nhiều ha. Thì từ từ mình làm nâng cấp, mình cải tạo từ từ lên thôi mọi người. Đó, đường còn rất là dài luôn, đâu ai làm phát cái là được ra cá mà ưng ý liền được đâu. Đấy, cũng còn phải một bộ cá mới thì cũng còn phải sửa được nhiều theo cái ý của mình ha. Đó, tùy theo thì cỡ này thì mình chỉ chọn lọc giống rồi mình làm tiếp thôi, chứ còn không có gì mà khó khăn, do dòng cá là dòng thuần. Cũng không cần phải lai tạo gì hết, cao tay lắm thì chỉ có nâng cấp dòng lên là bằng cách đổi máu rồi hay gì đó thôi, hoặc là chọn lọc cái bộ giống sẵn có từ trong bầy thôi. Mà thường thường đó là mình bảo toàn bộ gen, mình không có đổi máu, bây giờ mình chưa có đổi máu đâu, để mình làm cái bộ cá lên ngon hả, rồi mình đổi máu lại luôn là vừa đó. Lý do là bây giờ nếu mà đổi máu á thì làm cũng phải 3-4 đời cá con nữa, thì mai mốt là cũng phải đổi nữa ha, tốn hết một lần đổi máu. Cho nên là bây giờ là mình sẽ chọn lọc những bé nào vừa ý nhất rồi mình để giống lại, rồi mình lấy bè cá con đó mình làm tiếp thêm 2 đời nữa đi, rồi mình sẽ, nếu mà ra cá được vừa ý rồi thì mình sẽ bắt đầu mình đổi máu ha. Thấy có mấy anh em sở hữu những bộ phun con nhìn phê quá, ra cũng khoái. Nói chung đam mê cá mà, thấy cá đẹp là mê thôi mọi người. Mình nghĩ là bạn nào cũng như mình thôi, bạn nào mà nuôi cá mê cá rồi thì cũng như mình, thấy cá đẹp là mê thôi. À, thôi, bye bye chào tạm biệt mọi người nha. Hôm nay thì mình chỉ thăm mấy bầy ri bông thôi. Đấy, còn mấy bầy kia thì để hôm nào rảnh đi mình dẫn mọi người đi thăm. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh cá cảnh của mình từ trước tới giờ.